Chào bác nhá, tôi sáng nay lại đi tiếp tục đi tìm ông ấy. Bây giờ là 6:15. Tôi đi cũng hơi xa rồi, chưa thấy tổ nào đâu cả. Rồi ông còn nhỏ tìm hơi khó. Rậm rạp không các bác? Toàn tế là tế. Dưới kia là rừng cọ. Đây là quả sim này, đây là cây sim này. Cho bác nào chưa biết là cây sim là cây nào. Chắc là thành phố không biết được đâu. Thế nhất. Tôi đi từ sáng bây giờ là gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa được tổ nào. Có khi mình đi sớm quá, chưa phải mùa. Phải tầm giữa tháng 8 thì ong nó mới to, lúc đấy tìm mới dễ. Bây giờ ong nhỏ quá. Kia hôm qua tôi tìm được một tổ bên núi bên kia. Quả đồi bên kia. Nếu mà cắt ở trong, nếu mà bên này có thì cắt ở bên kia xong bắt đầu tối sang bên này. Đi xa lắm các bạn ạ. Qua đi tìm thì được một tổ, hôm nay thì chưa được tổ nào cả. Bây giờ là 7:15 và tôi vẫn đang đi tìm nhưng mà chưa được tổ nào cả. Tôi ngồi tôi quay đoạn cảnh rừng núi cho các bác xem. Nhìn thôi nhưng mà xuống dưới kia còn rất là sâu các bác ạ. Xuống dưới sâu dưới kia. Sâu lắm. Rậm rạp. Cả buổi sáng đi rất là nhiều muỗi đốt rồi. Còn trên này là người ta mới đốt để canh tác trồng cây. Đây là rừng keo các bác ạ. Dưới kia là khu dân cư. Các bạn có nhìn thấy cái đập kia không? Đập nước ấy. Cái đập đấy là đập đá trắng. Cung cấp nước cho ruộng. Tất cả những cái khu dân cư dưới kia.
Còn ở trên này là đá trắng này, chỗ rừng nhiều cây kìa. Chỗ này là nguyên sinh, người ta vẫn chơi canh, người ta vẫn giữ từ xưa ấy mà. Tuy cũng có khai thác nhưng mà chỉ là trộm thôi, không, tỷ lệ nó ít. Thôi các bác nha, tôi đi tìm tiếp đây. Kia là đá trắng các bác ạ. Nhìn xa nhỏ thôi nhưng mà xuống rộng lắm. Nó còn bao quanh cả một cái quả đồi đấy mà. Tí lát nữa xuống thì tôi sẽ quay cho các bác xem. Cả buổi chưa được tổ ong nào đây. Mình chủ yếu là đi bắt ong này cho tìm ong lên đồi thì cảm giác lâu không về quê cho nó vui thôi, chứ còn không có kinh doanh gì hết cả. Rất là thích đi như này. Cảm giác lúc đi lên nóng vã mồ hôi ra mà. Ngồi một lúc là cảm giác lạnh hết người rồi, lạnh 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 hết người rồi. Nhiều cây cối. Nhưng mỗi tội là muỗi nhiều đốt sưng hết chân lên rồi. Cả cái dưới này là keo hết. Các bác nào không biết cây keo là cây gì không? Thành phố chắc là không biết đâu. Bây giờ gần 8 giờ thì tôi đi sẽ đi xuống nốt dưới ở dưới kia. Xuống dưới kia một lượt nữa rồi đi ra là về luôn. Đi các bác nha. Tôi tìm thấy ở đây một tổ rồi. Nhưng mà chưa thấy con nào đi làm về để xem. Đợi mãi không có nào về. Đây rồi. Rồi rồi, nhìn thấy rồi. Bằng cái mắt con các bác ạ. Đây không có đi làm về này. Đấy, 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 chui vào đấy. Thế nhá, tối lên.